Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Trân Tự thực hiện trên đài truyền hình VTV băng tần 57.3 phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần được tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý sư Tấn Đức Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp sư Thích Minh Hóa Tiền chủ Lưu Trân Tự thuộc thành phố Rosebud, California. A Di Đà Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy hiền trì chú sư Lưu Trân Tự. A Di Đà Phật. Mô Phật. Chúng con cũng xin được cung kính sư cô Thích Đức Hiền Nhẫn chú sư Lưu Trân Tự. A Di Đà Phật. Mô Phật. Đề tài hôm nay của chúng con gồm có hai phần. Phần thứ nhất là trả lời vấn đáp, thứ hai là chúng con nói về tìm giải đáp về Phật học. Kính thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên xin quý thầy cô trả lời cho chúng con nha. Chúng sanh hỏi là bây giờ mình ăn thì chúng sanh nữa, thưa quý thầy cô, là mình hóa kiếp cho nó về cái cõi tốt. Như vậy thì như thế nào quý thầy cô? Là không ăn, chỉ cần ăn chay. Vâng, ăn thịt mặn cũng được, nhưng mà mình hóa kiếp cho nó rồi. Chẳng hạn như mình giết con nào đó là mình hóa kiếp của nó, hoặc là cắt cổ gà, cổ vịt vậy đó, là mình hóa kiếp của nó là cho nó về cõi lành. Gọi là một kiếp gà nữa. Xin quý thầy cô nghĩ cái điều này như thế nào? Có hợp lý không ạ? Chứ người Việt Nam mà có cái chữ hóa kiếp thì không hiểu nghe. Quý vị nói rõ cái hóa kiếp nghĩa là sao, theo quý vị hiểu cái chữ hóa kiếp nghĩa là sao vậy? Hóa kiếp là mình hóa, là chuyển, kiếp là cái cuộc sống, cái đời của nó hiện tại. Cái kiếp sống đó. Chuyển hóa mình kiếp sống. Vậy là mình đổi đi. Tin rằng là nếu mà mình ăn rồi đó thì những cái chúng sanh đó là sẽ thoát cái thân xúc sanh mà đổi thành cái thân tốt hơn. Và tốt hơn. Mang bị là người hoặc là lên cõi trời. Mà làm sao họ nghĩ được rằng là khi mà họ ăn cái chẳng hạn như ăn con cá nó sẽ được đổi cái kiếp tốt hơn. Có thể con cá nó đọa tiếp thì sao? Nó vẫn là làm con cá hoặc là nó đọa xuống sao? Tại sao người Việt Nam hay là người Á Châu mình có cái tư tưởng gì là mình hóa kiếp được, họ thấy được cái gì mình thấy không rõ nữa. Thường là thưa thầy là con biết thế này là quý nào muốn ăn thực sự là không nghĩ ăn chay thì nói như vậy. Nhưng mà không có một cái lập luận nào vững hết á. Vâng, chỉ có là phá cái lập luận là ăn chay, là họ không muốn ăn chay thì nói như thế, như vậy đó. Cái đó là cái đó theo Việt Nam mình nó kêu cái tiếng nó còn ngụy biện đó, tức là nguyện cái nguyên không. Bây giờ nói về anh đi, cái người đó đi qua Phi Châu gặp cái bộ lạc nó ăn thịt người đi. Tôi quá kiếp cho ông lên cõi trời, lại nó bắt nó mổ ruột nó ăn, mình chịu không? Nói cái nguyện, cái nói đó là nó không có cơ sở rồi. Đó cho nên là không có ai tự mà gieo mình xuống mình chết để mình tự hóa kiếp lấy. Hoặc là mình đi đâu mà gặp con thú dữ gì nó ăn mình đứng yên nó để cho nó hóa kiếp, rồi mình nói mình lên cái cõi lành. Và nghĩa là khi mình nói ra thì nó có cái mâu thuẫn ngay từ giai đầu. Giờ mình nói là hóa kiếp chúng sanh là con yếu hơn mình, thì bây giờ là ai hóa kiếp mình thì mình có chịu hay không? Vâng, cái điều đó lại là không có chịu, nó hơi cái vô lý trong cái nhận định của cái tư tưởng đó. Thưa thầy cô. Nhưng mà chú Thịnh Giác có nhớ cái câu chuyện của Ngài Chí Công Đại Sư không? Cái mỗi một ngày là Ngài ăn hai cái con chim bồ câu đó. Rồi cái người đầu bếp đó, họ cứ bảo ủa sao chắc là cái tôi nấu ngon quá hay sao mà ngày nào thiền sư cũng ăn. Thì ra là ông ấy mới ăn trộm. Ăn trộm rồi bị bắt quả tang, ông chối rồi là Ngài mới há miệng ra là có một cái con chim nó bay ra, đúng không? Thì cái đó là nhận nghĩ là cái đó là cái việc của các vị Bồ Tát, thì người phàm phu mình không có hiểu được. Không có hiểu được. Vâng, con có đọc cái câu chuyện đó. Thì đúng như cô kể đó, là Ngài Chí Công Đại Sư. Và Ngài Chí Công Đại Sư là chính là viết ra cái cuốn Lương Hoàng Sáng của nhà vua Nhà Lương Vô Đế. Vâng, thì thực sự là Ngài đó là một vị đã là chứng đắc rồi, ngũ giác lục thông rồi. Thì khi mà Ngài ăn là hỏi hóa độ được cái cách hóa độ thế nào thì con không biết. Nhưng mà mỗi ngày thì Ngài ăn một loại cá, là cá gì đã con quên tên rồi. Cá nguyện ngư thưa thầy. Vâng, với hai chim một câu. Thì coi như là đầu bếp có nghĩ là chắc con chim này ngon thế nào, cho nên là Ngài lúc nào cũng ăn hai cái chim một câu. Thì sau đó là bếp đó mới bắt đầu là lén thì lúc đó là mới ăn hai cái cánh của con chim một câu. Tại ăn cái đầu thì Ngài biết, ăn cái đùi thì Ngài biết, cái thân Ngài biết, ăn hai cái cánh nhỏ và thưa thầy. Cái xong xuôi là một hôm đó thì đầu bếp mang lên, Ngài mới nhìn qua đầu bếp nói là ngươi ăn trộm đồ ăn của ta. Đầu bếp bảo chối, đâu con đâu có ăn đâu, đây. Thì Ngài mới há miệng ra, Ngài ăn xong há nữa, đang chỉ một câu từ miệng Ngài bay ra.
nó rớt bột xuống dưới. Từ mấy kia bay giờ chỉ có con này rớt bột xuống. Ngài mới hỏi vậy là hai cái cánh của nó đâu? Thì cái chân là này mới biết được là bị này bị chứng đắc, nhưng mà cái hóa độ thế nào của những vị mà phải nói là Bồ Tát thì còn không biết như thế nào. Cái câu chuyện đó là cái câu chuyện là kể ra như vậy. Thì sau đó là ai cũng biết là ngài Chí Công đại sư này là vô vị Bồ Tát hóa thân, và ngài viết ra cái cuốn là lương hoàng sám đó, thưa thầy, là vua của vua Nhà Lương đó, vua Lương Võ Đế. Dạ. Thành nếu như mà cái câu hỏi mình ta hỏi mình là ăn mặn thì hóa kiếp cho chúng sanh là tốt có gì đâu, thì nếu quý vị cách nhìn quý vị như vậy thì mình không cần trả lời, mình chỉ cười thôi là đủ rồi. Tại vì người ta đâu có ta đùa thôi chứ đâu có gì đâu mà cần phần trả lời làm cái gì. Bây giờ là người ta hỏi mình. Bây giờ người ta hỏi mình thì mình trả lời. Thì mình cười thôi. Bây giờ là coi như tới lúc này thì bao nhiêu là ăn bao nhiêu còn thất kỳ rồi. Cái mùa này là xong, xong ăn bao nhiêu là thất kỳ rồi. Dạ vâng, cho nên là họ cho đó là họ hóa kiếp đó. Mà đâu biết là con chỉ có hai con thôi là được gọi là gì ạ, được là tha bảo người, tức câu hàng tức là ân xá. Mà ân xá là cái điều tốt, mình sao chỉ có hai con được ân xá thôi. Thầy nhớ là cái câu chuyện là ngài Tiên Hóa ngài kể, ngài nói là đời xưa có cái ông kia bị chết rồi, cái mới tới gặp Diêm Vương. Diêm Vương thì Diêm Vương mới hỏi là cuộc đời ông làm gì. Ông nói là tôi chả cái gì quan trọng, cái đời thích ăn gà thôi. Thì Diêm Vương hỏi cho bây giờ ông tôi tính sao với ông bây giờ, tại Diêm Vương là người quyết định là ông này sẽ đổi cái lốt cái thân mới là cái gì. Thì nếu theo cái vị biện ông này cũng nói đó là tôi ăn gà là để tôi hóa kiếp mấy con gà. Thì lúc mà trường hợp ở đây thì xảy ra có thật đó là thì Diêm Vương mới nói là bây giờ ông ăn gà rồi đó thì kiếp sau ông đi làm gà đi để người ta ăn lại cho ông. Thì chứng tốt, quý vị nếu mà trả lời cho ông này, nếu mà đòi giảng thêm một tí nữa thì mình nói là mình cười ta không tin nữa, thì mình nói là thì cái câu chuyện bên Phật giáo chúng tôi biết trước rồi, trong tức là xảy ra là nếu như mà ông ăn gà thì trong tương lai sẽ làm gà thì tốt, ông nên hóa kiếp mấy con gà là tốt. Rồi ai hóa kiếp cho ông bây giờ? Một Phật cảm ơn thầy cái bài học đó là chúng con học được. Một Phật. Cho nên là khi mà nói chúng sanh mà để hóa kiếp chúng sanh đó thì nó không có được make sense lắm đó, thưa thầy. Dạ vâng. Cái là không có lập luận là tại sao mà mình lại khi không mà mình muốn ăn thôi, muốn ăn thì muốn ăn đi thì đâu cần gì phải nói. Và như là pháp sư nói đây thôi mình khỏi trả lời là được rồi, nhưng mà đây là mình hỏi cho nên là bắt buộc mình phải trả lời thưa pháp sư. Dạ vâng, chứ không có là bao nhiêu người Phật tử của mình đi làm lạc. Dạ vâng, cứ tưởng cho đó là đúng. Nhưng mà Phật tử thì con biết rằng không nghĩ như vậy đâu, ngoài trừ là những người mà đôi lúc là cũng chưa có biết để hiểu đó. Theo tôi thấy cái sâu xa là thế này nè, mình ăn chay nó không phải là mình muốn làm nổi hay là cái gì, mà cái lòng từ bi mình tội nghiệp. Chay tôi nói anh hồi nọ trước đó là tại sao tôi bắn chim mà riết nó thấy tôi nó bay, nó cũng biết cái sợ như mình vậy thôi, mà mình quá nghiệp sát quá nãy nó thấy nó bay. Rồi chẳng hạn như hồi đó má tôi có nuôi con heo mà nói thôi đi ba kêu người ta lại mua đi, nói vậy thôi nó ăn, nó nằm dưới đất của nó trong đít sàn nó không chung ra. Thì chiều cái ông lại mua thì ổng trả rẻ, má cho nó thôi không bán, nuôi vài tháng nữa đi. Nó chung ra nó chạy giống như con nít mà mừng, nhảy tưng 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 nó mừng vậy đó. Nó biết hay, nó biết. Nó chết, nó biết chết, nó sợ. Mình vì cái lý do đó mình không ăn nó chứ không phải là mình quá kiếp hay là không quá kiếp. Thế tội nghiệp. Một cái câu hỏi cũng là tương tự mấy thế này, thưa thế thầy cô. Là họ bảo sao có những người mà ăn chay mà cũng... Trời ơi, cũng ác quá trời, cũng coi như là vâng, cũng ác khẩu đó, thưa thầy cô. Còn hơn nó hai thứ luôn. Nó được cái ăn chay thì nó đỡ cái mặt nào đó, nó lấy như anh kéo cái ít ca mà cái đó anh lấy tiền mặt anh xài nó không thiếu nợ nhiều. Còn hơn là cái lúc nào nó cũng kéo nợ nhiều nhau. Đấy hồi bị biện luận vậy thôi. Nhưng mà con thấy là cái gì nó cũng có vấn đề đó, ăn chay là nó cũng giảm đi được cái nghiệp sát thôi. Còn cái việc ác khẩu là coi như có cái nghiệp của ác khẩu.
Vâng, coi như là cái nói là tội nào thì tội đó nó riêng nhau chứ không có phải bao gồm được như vậy. Thầy không hiểu, cái vấn đề là gì? Ăn dạ. chay mà ác khẩu như là sao? Dạ, có người ta nói ăn chay mà sao còn dữ dằn quá đó thưa cái thầy cơ. Ừ. Dạ, người ta bảo trời tu cái gì là đâu mà nói là ăn chay đâu phải là tu. Người bảo cô đó cái ăn chay vậy cho cô ác lắm. Đó là vậy đó. Ừ. Thì nó từng phần một. Vâng, nó từng phần một chứ không phải là độ đồng vô như vậy. Ừ. Chẳng hạn như ác khẩu thì bị ác khẩu và ăn chay là tránh được cái nghiệp sát nào. Ừ. Dạ vâng, mỗi cái nghiệp đó là khác nhau. Thế bây giờ trả lời sao hả? Dạ, dạ vâng. Chứ đâu mà cái đâu mà thắc mắc làm cái gì? Tại cái người mà vào chùa cứ lo chuyện, lo nhìn cái lỗi người khác không à. Thế anh nói cái gì người ta cũng vui à. Tại vì cái đó là tu trật đường rồi, cứ vào chùa tại mình nói chuyện thị phi không. Người ta ăn chay thì tốt cho người ta ác khẩu là cái nghiệp người ta tạo, đâu phải chuyện của mình đâu. Mà cái việc cứ ra nói là cái người ăn chay mà ác khẩu là người ác như vậy thì cái vị tạo nghiệp chứ cái vị là ai là người bị thiệt thòi đây. Người ta ác khẩu là người ta tự tạo nghiệp lấy, là người ta sau người ta phải trả cái nghiệp báo đó. Ok. Còn mình đi nói người xa đi, chỉ trích người ta là người ta mà xấu xa, người ta mà người không tốt như vậy thì mình phải trả cái nghiệp báo của mình luôn nữa. Dạ, mô Phật. Okay. Thành ra cái việc dạ dột, cứ lo đi chỉ trích người ta, nói chuyện thị phi không, của bữa nào cái phải trả cái nghiệp báo đó. Vâng, mô Phật, thưa rất giản dị như vậy. Vâng. Còn người ta, do ta làm gì chuyện người ta đâu phải chuyện của mình đâu. Phật giáo mình là hồi quang phản chiếu, tự nhìn tới mình, nhìn cái lỗi của mình. Mình sửa cái mình, còn cái lỗi người ta mình nằm lờ. Cái đó gọi là tu. Dạ vâng, nói lỗi người tức là lỗi của mình rồi. Dạ vâng, tức là mình có cái lỗi trong đó rồi. Phần Pháp Sư đã giải thích như vậy là rõ ràng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Kính thưa quý vị, câu hỏi thứ hai là muốn giải thoát sự khổ. Muốn giải thoát sự khổ phải như thế nào? Dạ vâng, thì để nói tiếp vào cái chương trình như là Pháp Sư với quý thầy với cô đã cho chúng con hay đó. Vâng, thì thôi, mình đừng có nói lỗi người, thì nhìn theo lỗi mình. Dạ thưa thầy nhé, muốn quan sát tìm thấy sự khổ thì phải nhìn thẳng vào cái bản tâm của mình mà mình sửa đổi. Là nhìn vào cái bộ lai diện mục của mình. Thì trong đây đó thưa thầy, thì nó có những điều đó là bát chánh đạo là cái con đường để thoát khổ. Xin quý thầy cô chỉ dẫn cho chúng con về bát chánh đạo. Trong bát chánh đạo thì có chánh kiến là cái thấy biết đúng, tư duy là suy nghĩ đúng. Dạ vâng. Có chánh ngữ là nói, phải nói đúng, nói là đây thì đúng, đây có nói dùng là nói cái chân chánh á. Vâng, chân chánh á là nói về chánh nghiệp thì cái hành động phải đúng. Và chánh mệnh là phương tiện mưu sinh phải đúng. Giống như rồi mình bảo là mình đi giết con này kia đó là phương tiện đó là không đúng rồi. Tinh tấn á phải nỗ lực tinh tấn những điều trên là đúng, và niệm là phải có ý thức chân chánh, và chánh định là phải có thiền chân chánh. Đó, thiền chân chánh nó khác với thiền đấy là tà, hoặc là thiền để mà đi xuất hồn như là quý thầy vừa giải thích vào lần trước. Đó là không phải là thiền chân chính. Dạ vâng, và xin quý thầy cho con đi từng phần một nhé. Tại khi chánh kiến nó phải tư tưởng thế nào để mà biết là suy nghĩ thế nào cho nó đúng. Vâng. Lỡ người ta mà không biết bát chánh đạo sao mà dạng người ta biết được. Dạ. Yeah. Ơi bây giờ thầy cứ nói ra cho Phật tử chúng con hiểu được phần nào thì hiểu. Với lại thật ra cho dù theo như hiện nhẫn nghĩ là cái người mà người ta không có phước á, chú có dạy họ cách nào đi chăng nữa, họ biết cái lý thuyết đó nhưng mà họ không cách nào mà họ hành được hết á. Yeah. Muốn cho họ làm tốt, muốn cho họ giữ đạo đức họ cũng không giữ được tại vì họ không có phước. Ừ. Dạ, mô Phật. Và tư cầu. Đó là hai cái bên đại thừa đó có hai cái quan, hai phương diện về cái Phật giáo. Thứ nhất là thiến thì lý, thứ hai là sự. Okay. Lý là mình nói về cái bát chánh đạo, mình nói về những cái giáo lý Đức Phật mà tại sao nó khổ, tại sao mà mình có thể thoát khổ được. Điều sư cô hiện nhận mới nói đó là cái sự. Lý ai cũng biết là bát chánh đạo, biết là giữ giới này, là tứ giữ đế này nọ, những đều á. À, biết cái thôi chứ làm không được, là tại vì cái sự không có mà chỉ biết cái lý thôi. À, cái vị vào trường học á, học ra cái bằng đó thì học được cái lý thôi. Cái vị rước cái vị lọc sau cái bằng rồi nó được người ta mướn cái hạn mướn về làm việc rồi người ta mới dạy cái vị cái sự là nên áp dụng những cái vị học đó vào công ăn việc làm của mình.
có lý có sự nào, cuộc đời nó phải như vậy. Phật giáo mình cũng như vậy thôi, cái vị muốn thoát cái khổ thì phải biết là cái lý cái khổ là cái gì cái đã. Thì mấy thầy mấy cô giỏi về cái lý, nó là đây là tứ diệu đế rồi bát chánh đạo nữa nó. Để cái sự là mình nói vậy thôi, làm sao mình biết cái đâu, làm sao mà hết cái khổ như thế. Ừ. À, cái quan trọng là người ta có thấy khổ hay không? Đó. Vâng. Thầy mới thắc mắc chỗ đó. Yeah. Sao mình biết vậy, nhưng mình đồng yeah. Đồng nghĩa tiếng Việt gọi là gì hả? À, tư tưởng nó thầy đứng ngồi hả? Tâm tâm. À, gì đó. Đồng quan điểm. Yeah. À, gì đó. Yeah. À, thầy cứ ngồi suy nghĩ, anh hỏi thầy suy nghĩ, ủa người ta sao lại đặt than khổ? Đã có người than khổ, người không than khổ. Yeah. Sao kỳ? Chẳng hạn như có người nói là con mà có mà không con có vợ thì con thấy khổ dễ sợ. Ừ. Rồi cưới vợ đẹp rồi thấy khổ dễ sợ đó. Okay. Thành ra sao bây giờ mình trước mình sống mình tự do đi đâu cũng được hết, bây giờ đi một cái là sợ bà vì bà nhăn mà đụng một cái là bà đòi tiền, mua máy này cho em cần tiền để đi làm tóc, để làm thấy số. Thì anh thấy nghĩa là con người là không có vợ thì không thấy khổ gì hết đó. Người có vợ thấy khổ không à? Thì thấy người ta sao có người thấy khổ, có người không thấy khổ, sao kỳ vậy ấy? Nhưng mà thật ra là ai cũng muốn có vợ đẹp hết thầy, chứ còn đâu ai muốn sống độc thân đâu. Khoan, thầy đồng ý cho ai cũng có muốn vợ đẹp, đại đa số chúng ta đều có muốn vợ đẹp hết đó, trừ người xuất gia thôi. Nhưng khi mình nói là có muốn vợ đẹp, muốn như vậy là cái đó có nghĩa là người ta muốn sướng, người ta muốn khổ, phải hỏi cho rõ ràng. Cái đó là phải nhìn ra. Con cũng biết là ví dụ như cái tâm cái người thế nào, có sống hòa thuận hay không, nó có nhiều chi tiết nó vô lắm. Dạ vâng. Mà thưa các thầy cô, là bây giờ làm sao phải biết khổ và nhìn thấy cái nào khổ, ra đời nó khổ, bây giờ lo đi kiếm tiền thôi. Cho nên là có một vị con nghe nói là trời, cái thời của mình là bị đô vật. Lúc nào con nghe không hiểu đô vật là gì, là đô la nó vật. Lúc đầu là con không hiểu là đô vật, con bảo đây ai cũng bị đô vật, thế cho nên con đầu không hiểu gì. Dạ, sau này con biết là bị đô la, mà thật sự là bây giờ đâu có thấy khổ đâu, tôi thấy là đi kiếm tiền thôi. Thế lại thời này thường nhìn hay nghe các ông ngồi uống rượu uống bia nhậu nhẹt với nhau, mới cứ hay nói là nếu mà tôi không vào địa ngục thì ai vào bây giờ. Mà cái chuyện này thưa thật quý thầy cô, đây có chuyện có thật, con xin giấu thêm của một vị nha. Cái vị này là do ngài Tinh Hóa chữa, có thể con kể ra là quý thầy cô biết là biết là ai đó. Thì cái vị này thì lúc đầu tu mà tất cả anh em đều xuất gia hết, là coi như là 7 người con đều xuất gia cả, là bố đưa đi xuất gia. Khi mà bố đưa đi xuất gia rồi mà cái vị này sau này ra đời bảo là thôi kiếm tiền sướng lắm, muốn rủ tất cả anh em ra đời. Vâng, cũng nói là thôi ra đời đi, không cần vô nữa. Nhưng mà sau cái là bị một cái bệnh, cái bệnh đó là phải nói cái bệnh hiếm nghèo, không chứa được, mí không chứa được, anh thấy đó, mà mí không chứa được. Mà sau đó mới gặp ngài Tiên Hóa, mới lên mới cầu cứu, người ta giới thiệu, mới lên cầu cứu ngài Tiên Hóa. Ngài Tiên Hóa bảo bây giờ đó, tôi chứa cho ông có tu lại được không? Nói lại đó, thì mới bảo là con hứa con tu lại. Ngài Tiên Hóa mới bảo là thôi, hãy vô trong chính điện ông ngồi đó, đừng có đi đâu. Thì vô trong điện ngồi đó, thì ngài Tiên Hóa biết ngồi đó làm sao, ông này đâu có thần lực gì, thế nào cũng đói, phải đi kiếm đồ ăn chứ. Nên ngài Tiên Hóa đã xuống nhà bếp ngồi sẵn rồi. Vâng, ngài nấu cho tôi mì nữa, chứ là đâu đâu. Thầy chưa nghe câu chuyện nữa này, kể tiếp đi. Vâng, ngài nấu cho tôi mì nữa, xong rồi ngài mới để đó, thì xuống một cái, ngài thực sự là ngài đã trì chú cái gì trong đó rồi thì không biết. Nấu mì mà lẹ như vậy luôn đó, thường nấu mì cỏng là tốn thời giờ, mì hoằng thánh cũng tốn thời giờ. Ông ông giỏi thiệt. Ông tu sĩ là dân sự. Tu sĩ ạ, tu sĩ rồi một là muốn ra ngoài đó là giải đái không tu nữa. Thì sau đó là tới rồi một cái thì ngài mới ấy rồi ăn xong cái đó rồi thưa thầy hết bệnh tới giờ này luôn, mà tới đây mấy chục năm rồi, cho nên là chính vì vậy ra là bây giờ là ngài có cái đạo tràng rất lớn, cả có mấy triệu nữa là ba cái đó, chứ phải không, mà thờ phượng ngài Tinh Hóa nữa. Thành nào cũng chỗ là thờ thượng, con cũng vừa mới lên cách đây cũng khoảng chừng một vài tuần đó. Tới là... ở vai như gì dạ không ở xa nữa. Ở xa nữa.
tính trật. Dạ vâng, 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 cháu nói ra không có được, nói ra không được. Dạ vâng, giờ tinh tấn tu hành lắm rồi mà cầu độ chúng sanh chứ không có giải đái nữa. Đây là cái chân thật đó là phải thấy khổ chưa? Tức là không tu thì chỉ có nhàn một khúc thôi, một lúc thôi nhưng một khổ đời đời. Đó là tu cho con đến nhọc nhất thời nhưng mà an vui mãi mãi. Đó là cứ an vui mãi mãi, an vui cho cái kiếp đời sau. Vậy thưa thầy. Và cho nên là mọi người không có nhìn thấy cái đó để mà thoát khỏi cái khổ ly như vậy. Thầy nhớ một thời gian có thời kia có cái ông sư từ từ đấy Sri Lanka, tiếng Việt là gì ha? Tích Lan. Yeah. Tích Lan qua ra bằng master bên Tích Lan làm giáo sư bên trường đại học. Họ bên họ họ chùa mình có gặp nhiều người Tích Lan qua, họ học bằng cấp cao lắm. Thì cái hệ thống họ là thích đi học ra cái bằng như vậy xong rồi đi vào trường dạy. Thì chính phủ mới trợ cấp thêm để mà có khoảng cần có tiền bạc để mà tu. Thì cũng vào đây cũng thích tới đây rồi xin vào ở chùa rồi xin để đi học bằng tiến sĩ để về để còn ngon lành hơn quốc gia nữa. Thì vào ta hỏi bạch thầy sao bớt khổ, ta cũng hỏi như vậy đó. Thì ngồi thì nghe thầy mới hỏi ngày hôm nay mình có được cái ông sư này là master về Phật học chắc là giỏi lắm, nghe trả lời sao. Thế người ta nói cái khổ là tại vì quý vị biết không, khổ là tại vì gọi là cái khổ đế, con đời này là khổ, cuộc đời này là khổ, khổ đế ngồi nói tháo tháo bất tuyệt, khổ này khổ nọ. Cái nói toàn ông mấy ông này nó toàn lý thuyết không à? Mà cái vậy ta hỏi gì cho bạch thầy chúng người Mỹ người Á Đông cái gì á thì hỏi khổ là cái gì để mấy sư nói thao thao bất tuyệt cái tứ diệu đế tới rồi tập đế rồi này nọ rồi cuối cùng rồi mới tới đạo đế rồi tới diệt đế này nọ. Nếu cái người Mỹ này á xứ chúng tôi nó không có được cái kiên nhẫn như vậy nói như vậy là người ta bác mình nói là tôi đâu có tin quý vị cái tập đế về diệt đế về đạo đế nữa. Tôi đâu có muốn tu đâu, tôi muốn hỏi cách rất là giản dị, tôi khổ là sao, cái khổ bây giờ ông có cách nào giảng tôi được ha? Thì bây giờ cũng sắp hết tới nơi này. Khổ thiệt á, không nhận ngày nào thấy khổ ghê á, là hỏi mà trả lời không kịp. Bây giờ mà trả lời sao, nổi trong một phút là trả lời sao bây giờ hả? Không có như ý anh muốn. Mình trả lời không được là khổ lắm á. Là rõ ràng mình cả nửa tiếng đồng hồ này 15 phút là cuối cùng là mình không được nói cái pháp gì hết. Đúng rồi, thì Tuyên Hóa nói là cứ thọ khổ đi thì sẽ hết khổ thôi. Không, con nhớ là ngày con nhớ là cơ, ngày Tuyên Hóa nói câu khi là các ông xuống ngục rồi ông mới biết là ông có khổ hay không khổ. Ông mới biết tu á. Cái Tuyên Hóa cái nói đấy. Ông nói khi nào xuống đi ngục rồi ông mới biết tu. Chứ bây giờ là ông chưa xuống đi ngục thì ông chưa có biết tu. Thì thầy để chứng minh cho quý vị thấy, quý vị á là vẫn theo nguyên thủy như thường, chỉ nói là tập đế rồi khổ đế rồi nọ thôi á. Cái đại thừa chúng tôi đó, bây giờ thế quý vị nào hỏi như ông sư như vậy, người ta trả lời hay sao? Thật ra ông sư mà mới hiểu trên đại thừa sẽ nói trả lời một câu thôi, muốn nghe không? Hết thì giờ rồi, còn 30 giây nữa thôi, muốn nghe không? Muốn trả lời không? Khi vị mà hết khổ chứ gì? Rất là dễ, một câu thôi. Dứt vọng tưởng. Không, đừng phá thầy, để hết thời giờ của thầy rồi. Khổ là bồ đề, bồ đề là khổ. Xong. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc vị thân tâm đều lạc. A Di Đà Phật.